Kênh kỹ thuật nông nghiệp Mekong Agi xin kính chào toàn thể quý vị và quý bà con. Tiếp tục về cái chủ đề tập làm bông cho cây ăn trái thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bước vào một cái quy trình bón phân cụ thể cho từng giai đoạn của cây sầu riêng. Thực ra thì chủ đề này thì chúng ta cũng đã có trình bày trong cái quy trình xử lý cây hoa sầu riêng. Nhưng mà do trong quy trình đó thì đó là một cái sự tổng hợp của tất cả các biện pháp canh tác. Cho nên là có thể là một số cái thì bà con sẽ chưa rõ, cho nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ tách ra thành một cái video chỉ nói riêng về cái phần bón phân cho từng giai đoạn sau khi mà cái mắt cua của cái sầu riêng của chúng ta nhú ra và cho đến giai đoạn thu hoạch. Rồi xin mời quý vị và quý bà con chúng ta sẽ bước vào cái nội dung của video ngày hôm nay nhé. Kính thưa quý vị và quý bà con thì cũng như những video trước thì chúng tôi cũng xin lặp lại thì Mekong Agri là một đơn vị kinh doanh và lắp đặt chuyên về cái hệ thống tưới nông nghiệp cũng như là hệ thống tưới cảnh quan. Bên cạnh đó thì chúng tôi đang phát triển thêm một cái mảng phun thuốc tự động. Thì bà con có thể quan sát một số cái video trên kênh nông nghiệp Mekong cũng như là kênh kỹ thuật nông nghiệp Mekong Agri cùng kênh sức khỏe cây trồng trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng là một đơn vị kinh doanh phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Với mọi thông tin thắc mắc và liên hệ để khảo sát cũng như là hướng dẫn những cái thông tin về kỹ thuật canh tác thì bà con có thể liên hệ với đội kỹ thuật của Mekong Agri thông qua ba số điện thoại bên dưới. Thì anh em trong đội sẽ chia sẻ thêm thông tin cho quý vị và quý bà con chúng ta cụ thể hơn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bước vào quy trình phân bón nha. Kính thưa quý vị và quý bà con thì đây là 7 cái hình ảnh cho 7 cái giai đoạn, 7 thời kỳ chính mà chúng ta sẽ tác động phân bón gốc cũng như là phân bón lá cho cái cây sầu riêng. Thì đây xem như là một cái sườn cơ bản về những cái thời gian để cho bà con chúng ta để ý là thời điểm đó chúng ta cần làm gì và chúng ta phải hiểu là thời điểm đó phải sử dụng phân bón như thế nào, tác động qua vùng gốc như thế nào, tác động qua vùng lá như thế nào. Cụ thể hơn qua đây chỉ là một cái sườn tham khảo thì bà con có thể thay đổi xê xích đi đâu đó chừng 5-7 ngày tùy theo cái giai đoạn phát triển cũng như là cái thời tiết mùa vụ của từng vùng miền thì bà con có thể tham khảo cho cái quy trình chính này. Còn như vậy thì trong 7 giai đoạn này thì chúng ta sẽ đi lần lượt từng giai đoạn nha, từ giai đoạn từ mắt cua cho đến khi mà bút phát triển cho đến trái non và cho đến trái lớn. Rồi chúng ta sẽ đi đến giai đoạn thứ nhất là giai đoạn mắt cua nha. Thì kính thưa quý vị và quý con thì sau khi chúng ta xử lý ra qua thì cái dấu hiệu đầu tiên để chúng ta thấy là chúng ta có xử lý ra qua thành công hay không thì đây là chính là cái hình ảnh của những cái mắt cua bắt đầu nhú trên những cái cành mà chúng ta đã xử lý nha. Thì đây là một cái điểm khởi động. Như vậy thì khi nhú mắt cua ra rồi thì chúng ta phải tác động đến phân bón như thế nào để hỗ trợ cho việc phát triển của cây sầu riêng. Vậy thì thao tác đầu tiên bà con chúng ta lưu ý trong giai đoạn 1 này, khi mắt cua hình thành thì nhiệm vụ của chúng ta là phải phun kali nitrat để phá miên dạng. Thì những nồng độ khoảng từ 0,5 cho đến 1%. Thông thường thì bà con chỉ cần phun một lần ha, nhưng mà trong một số thông tin thì có thể phun từ 1 đến 2 lần. Thì cái này chúng ta sẽ tùy theo điều kiện canh tác mà chúng ta xem xét có thể phun từ 1 đến 2 lần. Và đương nhiên là khi đã lúa mắt cua rồi thì từ đây giai đoạn trở về sau thì cái hoa sầu riêng nó sẽ bắt đầu phát triển. Và đây cũng là một cái giai đoạn sinh trưởng dinh dưỡng. Cho nên thì trong cái giai đoạn này chúng ta cung cấp cái NPK chứa đạm cao để cho phát triển kể cả thân lá và cho mắt cua luôn. Là một cái điều hết sức cần thiết. Thì một số công thức thì bà con có thể tham khảo nha, này cũng tùy theo kinh nghiệm của mỗi người thôi. Thì một số dòng NPK đạm cao thì bà con có thể xem như là cái 20-10-10 cũng được nè. Hoặc là công thức phổ biến nhất là cái 20-15. Bên cạnh đó thì một số bà con nào mà chúng ta có công thức NPK 3 số thì cũng có thể kết hợp với UG ha, nhưng mà đây là cái biện pháp hiếm lắm. Chủ yếu là chúng ta chọn cái 20-10 hoặc là 20-15 là chủ yếu và chúng ta kết hợp với cái phân bón hữu cơ. Về cái giải pháp hữu cơ thì bà con cũng sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn. Thì bên cạnh đó thì Mekong Agri cũng có cung cấp thì bà con cũng có thể tham khảo thông qua cái thông tin của đội kỹ thuật của chúng tôi. Thì bà con liên hệ về thì anh em sẽ tư vấn rõ hơn ha. Còn đây thì chúng ta chỉ cần nắm giai đoạn. Giai đoạn đó là tại sao chúng ta phải tác động đạm cao nè, chúng ta phải sử dụng hữu cơ để giúp cho cái mắt cua nó phát triển. Và khi mà chúng ta đã phá miên dạng thành công và chúng ta có tác động phân bón thì cái mắt cua chắc chắn nó sẽ phát triển trở thành một cái bút ha. Vì vậy thì chúng ta đã hoàn thành được cái bước thứ nhất, đó là phá miên dạng và giúp cho mắt cua phát triển. Và đương nhiên thì trong giai đoạn này thì bà con tưới nước để giữ ẩm thông thường đó nha, chúng ta không có đi quá nhiều nước thì cũng sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ nấm bệnh. Còn nếu mà chúng ta tưới ít nước quá để trong điều kiện khô thì cũng sẽ ảnh hưởng đến rễ của cây sầu riêng cũng như là khả năng khô mắt cua ha. Thì bà con lưu ý những cái thông tin này. Về cái lượng bón của phân NPK cũng như hữu cơ trong giai đoạn này thì chắc là cũng phải tùy theo cái sức khỏe vườn của bà con, thì bà con cũng đã nắm được cái thông tin rồi. Thì có thể là dựa vào con số trung bình này trong một số khuyến cáo của các tài liệu cho cây khoảng từ 8 đến 10 năm tuổi sức khỏe đầy đủ ha. Thì bà con có thể bón khoảng từ nửa ký cho đến 1 ký NPK, thì cái này nó có thể là tùy theo đường kính tán cũng như là chúng ta dự đoán được là cái năng suất cũng như là cái số lượng trái mà chúng ta cần để cho cái cây đó năm đó là bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ có một con số biến thiên từ nửa ký cho đến 1 ký trên cái lần này và có thể kết hợp khoảng từ 2 đến 3 ký hữu cơ. Thì đây là có thể là những cái loại hữu cơ đã thương mại nha quý vị. Còn nếu mà quý vị sử dụng phân chồn thì có thể khoảng 5-10 ký là cũng bình thường ha. Thì tùy theo cái sản phẩm hữu cơ mà chúng ta lựa chọn trong đợt này là gì thì bà con có thể cung cấp. Đây là con số để mà chúng ta tham khảo để mà chúng ta gia giảm tùy theo cái tuổi cây của chúng ta.
Rồi kính thưa quý vị, thì một bước tiếp theo nữa của cái giai đoạn số 1 macro này thì sẽ có một cái thông tin rất là quan trọng mà buộc bà con chúng ta phải làm tốt cái thông tin này. Đó là sau cái bước mà chúng ta phá biên trạng để macro phát triển thành công thì chúng ta phải lưu ý từ 7 cho đến 10 ngày sau khi macro bắt đầu hình thành và phát triển thì chúng ta phải áp dụng bằng được và thành công biện pháp kéo đột. Thì cái này thì chúng tôi cũng đã có giải thích rõ trong cái phần xử lý ra qua của cây sầu riêng. Bởi vì macro thì thời gian từ đây cho đến lúc macro nở phát triển thì nó khoảng từ 55 cho đến 57 ngày. Trong khi đó cây đọt của mình hoàn thiện thì khoảng 45 ngày. Cho nên thì sau cái thời điểm này để chúng ta kéo đọt khoảng từ 7 đến 10 ngày sau khi macro hình thành bằng cách là bà con sử dụng đạm cao kết hợp với chất điều hòa sinh trưởng GA3 hay là Gibberellin đó, và chúng ta có thể kết hợp thêm với một số dòng amino acid để giúp cho kéo cái đọt của cái cơ này thành công. Thì đây là một cái điều rất là quan trọng để mà chúng ta giúp cho cái cơ đọt nó già đúng ngay cái thời điểm mà macro nở, đến thời điểm nó bông nó nở ha, macro phát triển thành búp và đến đó bông nở thì cùng thời điểm đó thì cây nó sẽ không bị cạnh tranh dinh dưỡng. Thì như vậy thì cái quá trình ra hoa đậu trái của cây sầu riêng của mình nó mới thành công và suôn sẻ nghe quý vị. Cho nên là bước này quý vị lưu ý ha, từ 7 đến 10 ngày sau khi macro hình thành là chúng ta phải áp dụng biện pháp kéo đọt và buộc phải thành công nha. Thì cái này quý vị cũng có thể lặp lại sau đó khoảng 7 ngày cũng được chứ không phải không vấn đề gì. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang giai đoạn thứ hai sau khi chúng ta đã kéo đọt thành công và macro đã phát triển. Thì nó sẽ phát triển đến 20 ngày thì nó trở thành một cái búp như thế này ha, thì chúng ta gọi là búp 20 ngày. Thì lúc này nó macro nó đã trở thành một cái chùm búp rất là lớn. Thì lúc này chúng ta sẽ cung cấp thêm phân bón để chúng ta nuôi búp ha. Thì quá trình phát triển của cái hoa sầu riêng từ lúc macro cho đến nó nở rất là lâu quý vị, nó tới gần 2 tháng, cho nên là nó vẫn là một cái quá trình sinh trưởng dinh dưỡng, cho nên là chúng ta vẫn phải cung cấp. Nhưng mà lúc này thì bà con chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ cung cấp một số dòng NPK 3 số nha. Có thể là bà con chọn 3 số 15, 3 số 16 hoặc 3 số 17 này tùy theo cái thói quen của chúng ta. Cũng như là trên cái khu vực của mình thời điểm này thì có cái dòng nào mà chúng ta đã hiểu rõ về nó, đã có mang lại hiệu quả tốt thì bà con có thể lựa chọn một trong 3 dòng này để chúng ta sử dụng. Thì có thể là trên thị trường thì nó sẽ thông dụng là 3 số 15 hoặc là 3 số 16 nhiều hơn. Thì cái lượng bón trung bình để bà con mình tham khảo cho cây khoảng từ 8 cho đến 10 năm là nó khoảng từ nửa ký cho đến 700 gram cho một gốc. Cái này thì đương nhiên nó cũng phải tùy theo tình trạng sức khỏe nè, cái số lượng búp trên cây cũng như là cái tán cây nó như thế nào. Và cái giai đoạn 2 này quý vị, cái giai đoạn búp 20 ngày thì đây cũng là một cái đợt tỉa bông đầu tiên, mình gọi là tỉa bông đợt lần 1 đó. Thì ra là một số búp thì nó nếu phát triển không tốt hoặc là cái số lượng trên cành nó quá nhiều thì đây cũng là một cái đợt tiễn đầu tiên. Và sau khi chúng ta tiễn xong thì chúng ta phải quay lại phun thuốc bệnh do cây đã có những cái vết thương rồi. Thì sau khi mà chúng ta đã phun thuốc bệnh thành công thì quay lại thì chúng ta sẽ tập trung dinh dưỡng giống như cái thông tin này của chúng ta để chúng ta nuôi những cái búp còn lại để cho nó phát triển lên hơn nữa. Tại đây thì vẫn là một cái giai đoạn sinh trưởng dinh dưỡng. Rồi đây là về phân bón nha quý vị. Thì hữu cơ thì chúng ta cũng đã xài một cử trước rồi. Có để đến thời điểm này thì chúng ta chưa cần kết hợp hữu cơ. Còn nếu như bà con mình lần trước chúng ta gãy ít, lần này chúng ta muốn gãy thêm thì chúng ta vẫn có thể kết hợp cái hữu cơ hoặc humic cùng với cái phân bón cũng được chứ cũng không vấn đề gì. Rồi một cái điều quan trọng nữa quý vị, tại đây thì sau khi mà chúng ta đã kéo cái cơ đọt lần trước thì đây chính là một cái cơ đọt quan trọng nhất để mà nó quang hợp và nuôi trái sau này, nên là cơ đọt này là cơ đọt tiên quyết. Chính vì vậy thì bà con nên bổ sung thêm một số dòng amino acid và quy lượng qua lá để giúp cho cái bộ lá của mình nó phát triển khỏe, xanh dày, đặc biệt là chúng ta phải quản lý gài xanh thật là kỹ cho cái cơ đọt này, bởi vì cơ đọt này rất là quan trọng. Nó tăng cường cái khả năng quang hợp của cây mình thông qua những cái sản phẩm quy lượng hoặc là những cái dòng dinh dưỡng thông qua những dạng amino acid kết hợp với thuốc bệnh hay là một số dòng dinh dưỡng khác để mà chúng ta quản lý làm sao cho cái cơ này phải thật sự sạch đẹp và không có vấn đề thì nó mới nuôi trái sau này tốt. Thì một số dòng quy lượng hoặc amino acid thì bà con cũng có thể tham khảo qua đồ kỹ thuật của Mekamagi thì anh em sẽ trao đổi rõ hơn với quý vị chúng ta. Còn ở đây thì chúng ta sẽ đi sang cái bước tiếp theo, những cái lưu ý tiếp theo. Rồi tiếp theo là giai đoạn thứ 3 nha quý vị. Giai đoạn thứ 3 này thì một số thông tin thì để sổ trước sổ nhị 15 ngày. Thì đôi khi bà con không biết là trước sổ nhị 15 ngày là nó khoảng bao nhiêu ngày thì chúng ta nhớ lại nó trong một cái giai đoạn phát triển của từ macro cho đến lúc hoa nở là nó khoảng 55 ngày đi. Thì nếu mà chúng ta trừ đi 15 ngày thì chính là cái giai đoạn là búp 40 ngày, đúng không? Để chúng ta dễ hiểu hơn so với cái búp 20 ngày lần trước, chuyển sang cái giai đoạn số 3 này. Đó chính là giai đoạn búp khoảng 40 đến 45 ngày đó quý vị. Thì trong giai đoạn này chúng ta vẫn tiếp tục tiến hành tỉa bông lần 2 để những cái búp còn lại ở những cái vị trí như thế nào đó thì trong cái quy trình xử lý ra qua sầu riêng thì chúng tôi cũng đã chia sẻ rất là rõ rồi. Thì trong cái giai đoạn này thì bà con có thể lựa chọn một số cái công thức để chúng ta bón cho giai đoạn này để chuẩn bị thời gian sau là nó sẽ nở qua. Cho nên là bắt buộc thời điểm này chúng ta phải chặn đọt thành công và chúng ta cung cấp thêm một số cái dinh dưỡng để hỗ trợ cho cái búp này nó phát triển. Thì bà con ưu tiên lựa chọn những công thức NPK mà chứa hàm lượng kali cao
đương nhiên thì cũng phải chứa một cái hàm lượng đạm phù hợp để giúp cho cái bộ lá nó phát triển xanh dày và nó già cùng một thời điểm, để mà sau này nó không có cạnh tranh dinh dưỡng đến cái thời điểm mà qua nở. Và cũng có một cái lượng đạm để giúp cho cái bắp 40 ngày này của mình nó tiếp tục nó phát triển để đến thời điểm nở qua thì nó sẽ nở được đồng loạt hơn. À, thì đây là cái ý nghĩa của cái việc mà chúng ta lựa chọn những cái công thức NPK mà chứa cái kali cao, tuy nhiên vẫn có một cái hàm lượng đạm nhất định nhưng mà phải thấp hơn kali. Và chúng ta có thể tham khảo một cái lượng bón tương tự, đó là cây khoảng 8 đến 10 năm thì trung bình khoảng từ nửa ký cho đến 700 gram, thì quý vị cũng tùy theo cái sức khỏe cây cũng như là cái số lượng búp trên vườn của mình lúc này là bao nhiêu và cái đường tính tán của cây là rộng hay là hẹp. Thì giai đoạn này thì quý vị có thể xem là lần tỉa bông lần 2, có nghĩa là búp 40 ngày hoặc là trước sổ nhị 15 ngày thì đều cùng là giai đoạn này cả. Rồi như vậy thì trong giai đoạn này thì cây vẫn còn đang trong cái quá trình sinh trưởng dinh dưỡng và bộ lá vẫn cần phải tiếp tục được bảo vệ và quang học tốt. Và giai đoạn này thì bắt đầu cận vào cái giai đoạn qua chuẩn bị nở đó, cho nên thì việc mà chúng ta cung cấp canxi và bo cho cái búp này thì bắt đầu cần thiết rồi, để cho đến cái giai đoạn mà qua nở đó thì cây sẽ có đủ cái canxi cũng như là cái lượng bo để mà tăng cường cái khả năng ra hoa đậu trái và làm cái cứng chắc thành vách của những cái hạt phấn, giúp cho cái tỷ lệ đậu trái và tỷ lệ thụ phấn nó được tốt hơn. Thì như vậy thì trong giai đoạn này thì cũng tiếp tục với những lần trước thì bà con có thể cung cấp một số dòng amino acid hoặc là vi lượng qua lá để chúng ta tăng cường cái khả năng quang hợp, làm cho bộ lá xanh dày khỏe thì sau này khả năng nuôi trái tốt hơn. Và chúng ta bổ sung canxi và bo, có thể là trong giai đoạn này thì có thể bổ sung canxi khoảng 1 lần cho đến 2 lần và bo thì có thể bổ sung khoảng 2 lần trước khi qua nở, cách nhau khoảng từ 7 cho đến 10 ngày. Thì đây là những cái cử khá là quan trọng. Và một số sản phẩm thì Mekamagi cũng có cung cấp, thì bà con cũng có thể tham khảo qua đội kỹ thuật của chúng tôi. Chúng ta sẽ chuyển sang giai đoạn thứ tư nha. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, thì cái giai đoạn thứ tư là chúng tôi để một cái khung màu đỏ đây. Đây chính là cái vấn đề quan trọng nhất và sẽ rất là khó khăn cho những bà con nào mà chúng ta chưa có kinh nghiệm chăm sóc cái sầu riêng ra hoa lần nào ha. Cho nên là giai đoạn thứ tư này thì bà con quan sát kỹ. Thứ nhất, chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng những công thức NPK chứa kali cao để chúng ta chặn đọt thành công. Và đây là giai đoạn bắt đầu cây sẽ rụng sinh lý, rụng trái non cho nên là buộc chúng ta phải sử dụng những dòng công thức kali này ha, chứa kali cao, buộc nha, không thay đổi những công thức khác được. Lượng bón thì tương tự, thì có thể là khoảng từ nửa ký cho đến 700 gram giống như là đợt số 3. Và lần này thì chúng ta có thể kết hợp hữu cơ để chúng ta làm cái nền, để sau này khi trái khoảng 30 ngày thì có đủ cái nền hữu cơ để mà nó phát triển, và những cái lần phân bón sau này của chúng ta thì cây sẽ dễ hấp thu hơn do cái mức độ tơi xốp của cái đất đai cũng như là cái hữu cơ nó sẽ giữ cho cái phân bón ở đó và giúp cây của mình hấp thu được tốt hơn. Thì trong những cái cử xử lý hữu cơ này thì bà con hoàn toàn có thể kết hợp với NPK ha. Thì có thể nên, nếu mà chúng ta không tự tin trong giai đoạn này thì chúng ta có thể bón ít lại, và đến cái giai đoạn trái khoảng 30 ngày thì chúng ta có thể tập trung, hoặc là trái lớn thì chúng ta phải tập trung thêm lần nữa thì cũng được. Thì cái hữu cơ thì nó đưa vào đến không phải nó có tác dụng ngay thời điểm đó, mà nó sẽ làm một cái nền để nó giữ phân bón cũng như là hỗ trợ cho cái việc cải tạo đất đai, và nó có tác dụng sau đó, nó có thể là tùy theo loại hữu cơ. Nếu mà con sử dụng phân chuồng thì đâu đó tác dụng nó phát huy cũng phải cả tháng được. Rồi như vậy thì ở cái giai đoạn thứ tư này bà con lưu ý, buộc là sau khi sổ nhị 15 ngày hay là gọi là giai đoạn đậu trái non thì chúng ta chỉ có thể sử dụng công thức NPK kali cao, ngoài ra không nên tác động bất cứ gì thêm ở vùng gốc nữa cả ha. Hữu cơ thì có thể là kết hợp với hữu cơ vi sinh để mà làm sao cho giai đoạn này rễ cây trồng không có vấn đề, tại vì bất cứ xảy ra một vấn đề nào, kể cả nước tưới quá nhiều cũng đều gây ảnh hưởng đến việc cụm trái non trong thời điểm này. Và bà con nhớ là trong tất cả những giai đoạn này chúng ta nên tưới giữ ẩm thôi nha, không nên tưới quá nhiều nước, tại vì giai đoạn này trái chưa phát triển, chưa tập trung nhiều, không cần quá nhiều nước từ giai đoạn số 1 cho đến giai đoạn số 4 này. Đã lưu ý lại với quý bà con là chúng ta chỉ tưới giữ ẩm thôi nha. Rồi tiếp theo thì việc hạn chế rụng trái non thì chúng tôi cũng đã có trình bày một cái video rất là rõ về cái video rụng trái non, để bà con mình xem về nguyên lý rụng trái và những cái chất nào để hỗ trợ cho việc hạn chế rụng trái non, mà chúng ta gọi là hạn chế thôi quý vị, tại vì quá chất can thiệp hay là mọi thứ là phải kết hợp với biện pháp canh tác nữa, chứ không phải là chúng ta sử dụng hết tất cả những loại này là cây của mình nó sẽ hạn chế được. Cho nên thì biện pháp này chúng tôi vẫn nhắc lại trong cái quy trình xử lý ra hoa sầu riêng, đó là bà con kết hợp cái chất điều hòa sinh trưởng với Bergelin hay gọi là GA3 ở nồng độ khoảng từ 5 cho đến 10 ppm, mình hay còn gọi là 1 gram nguyên chất cho 100 đến 200 lít nước đó quý vị, và chúng ta kết hợp với tất cả những dòng phân bón lá có chứa tỷ lệ 1:2:1. Thì thông thường ở đây thì bà con sẽ chọn cái công thức là 15:30:15 và chúng ta phun vào những cái vị trí chứa cái trái non này và những cái tán lá xung quanh để tăng cái khả năng hấp thu. Chúng ta phun trực tiếp vào những cái vị trí mà đang chứa cái trái non và những cái tầng tán lá xung quanh đó, tại vì sầu riêng thì trái nó tập trung phía bên trong, chúng ta không có tập trung cái tầng tán bên ngoài mà chúng ta tập trung vào những cái tầng tán, những cái vị trí cành mà đang chứa trái.
À, và cái quyệt này thì bà con có thể lặp lại khoảng hai lần, cách nhau khoảng từ 10 đến 15 ngày, do cái quá trình rụng trái non của trái sầu riêng thì nó sẽ bắt đầu từ cái giai đoạn hình thành cho đến khoảng tới 6 tuần sau lần đó. Cho nên là trong giai đoạn thì chúng ta có thể phun khoảng hai lần là bình thường. Rồi chuyển sang giai đoạn thứ năm quý vị, đây là giai đoạn trái 30 ngày ha, là bắt đầu chúng ta ngủ ngon đó. Có nghĩa là cây bắt đầu nó chuyển qua khỏi cái giai đoạn rụng trái non rồi đó, thì lúc này chúng ta sẽ bắt đầu tập trung lại cái dinh dưỡng để mà thúc cho cái trái nó phát triển. Nhưng mà trái 30 ngày thì chưa lớn đâu quý vị, chưa lớn, nó vẫn còn lớn chậm lắm, chúng ta thấy nó bình thường thôi đó. Thì trong cái giai đoạn thứ năm này, giai đoạn trái 30 ngày, thì một số công thức bà con có thể tập trung đó là công thức 3 số, tại lúc này nó cũng còn đang phát triển về lá, về bộ lá cũng như là cái trái nó phát triển ở mức độ thông thường thôi, và dinh dưỡng nó cũng phải chia, cho nên là chúng ta cần sự cân bằng thì cây nó sẽ tự động hấp thu dinh dưỡng cân bằng, và nó tự động nó chia cái dinh dưỡng đó, cái nào cho lá, cái nào cho trái là nó sẽ tự quyết định được, mà chúng ta không đi những cái công thức quá lộn xộn ha. Đương nhiên thì trong đó thì một số bà con thì cũng có thể là có kết hợp giữa NPK 3 số và kết hợp luôn với 20-10-10 để tăng một cái tỷ lệ đạm nhất định nào đó, để nhưng mà không quá đạt, để hỗ trợ cho cái sự phát triển nó cũng tốt hơn. Tuy nhiên thì cái này thì tùy theo kinh nghiệm của mỗi bà con nhà ở mỗi khu vực thì chúng ta quyết định nha. Thì cái lượng bón tiếp tục cho cây khoảng từ 8 đến 10 năm thì bà con bón khoảng từ nửa ký cho đến 1 ký ha. Và những cái lần bón như thế này thì chúng ta có thể chia ra, chia dinh dưỡng ra nhiều lần thì nó sẽ ít ảnh hưởng đến tỷ lệ bệnh cũng như là khả năng hấp thu của cây nó cao hơn. Cái này thì nó cũng sẽ tùy thuộc vào cái cách làm của bà con cũng như là cái công lao động của mình như thế nào. Nếu như chúng ta muốn bón tập trung thì chúng ta bón lượng cao nhất, còn nếu mà bà con muốn chia ra hai lần thì có thể là mình bón cái lượng ít hơn, để mình chia ra hai lần thì cây nó sẽ hấp thu tốt hơn cũng như là cái khả năng mà ảnh hưởng cái tỷ lệ nấm bệnh nó sẽ thấp hơn. Thì nếu mà công lao động của mình không có thì đương nhiên phải cải tập trung rồi, cái này tùy theo bà con chúng ta. Và đương nhiên cái giai đoạn 30 ngày này thì cũng chính là cái lần tỉa trái lần một đó quý vị. Thường thường thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ tỉa trái vào cái giai đoạn khoảng từ 20 đến 25 ngày đúng không? Và sau khi mà chúng ta tỉa trái xong cái đợt này thì chúng ta sẽ tập trung dinh dưỡng để phát triển cho trái. Thì đây cũng là cùng đồng thời sau cái lần tỉa trái kết thúc thì bà con phải quản lý bệnh, vì chúng ta đã tạo ra những cái vết thương cho cây. Sau khi kết thúc cái việc này thành công rồi thì chúng ta quay lại chúng ta cung cấp dinh dưỡng cho cái đợt này. Thì đây là những cái lưu ý chung cho cái giai đoạn trái 30 ngày là như vậy. Và đương nhiên thì đây cũng là một cái giai đoạn sinh trưởng mà cần cái bộ lá phát triển xanh dày thì mới có khả năng nuôi cái trái của mình tốt ha. Cho nên là bà con vẫn tiếp tục cung cấp cái amino acid hoặc là vi lượng để giúp cho cái bộ lá của mình xanh dày khỏe ha. Và đồng thời thì đây là cũng là một cái giai đoạn bắt đầu phát triển về trái, cho nên là chúng ta cung cấp để mà giúp cho cái trái nó phát triển được đồng đều hơn. Thì cái bộ sản phẩm thì bà con cũng có thể tham khảo thông qua thông tin của các anh em kỹ thuật nha, bằng cách liên hệ với những số điện thoại bên dưới thì chúng tôi sẽ tư vấn rõ hơn. Rồi bước sang giai đoạn thứ 6, đây sẽ là một cái giai đoạn cực kỳ quan trọng quý vị. Tại vì đây là cái giai đoạn thì bắt đầu trái mình nó sẽ gia tăng về kích thước và trọng lượng và rất là rõ. Nếu như thiếu dinh dưỡng trong thời điểm này sẽ là một cái điều ảnh hưởng rất là lớn đến năng suất trở về sau. Cho nên lần tỉa trái số 2 này có nghĩa là lần chúng ta tỉa trái khoảng giai đoạn khoảng 45 cho đến 50 ngày đó quý vị. Rồi xong cái lần này kết thúc là chúng ta sẽ bón một cái lượng phân rất là lớn để mà chúng ta thúc trái. Thì đây là giai đoạn phát triển rất là mạnh của trái. Cho nên tùy theo tình hình thực tế của vườn, sức khỏe vườn, số trái trên cây, cơ đọt đi như thế nào thì bà con lựa chọn những công thức phù hợp. Nó sẽ có những ý kiến khác nhau như thế này. Có những người để an toàn thì chúng ta sẽ chọn công thức 3 số để dinh dưỡng cân bằng cũng tốt, và chúng ta kết hợp với hữu cơ. Thì đâu đó trong giai đoạn này thì chúng ta có thể chia ra khoảng 2 lần bón hoặc bón tập trung tùy theo quý vị. Lượng bón cho cây khoảng từ 8 đến 10 năm, có thể là khoảng từ nửa ký đến 1 ký tùy theo cái số lượng trái trên cây mà bà con chúng ta quyết định, hoặc là chúng ta bón mấy lần. Rồi nếu như chúng ta thấy cây mình hơi bị suy yếu nhưng mà cơ đọt già khỏe bình thường thì có thể chúng ta thúc tăng tí đạm tí xíu, có thể kết hợp 3 số 15 với 20-10-10, hoặặc là mạnh tay thì có thể đi 20-10-10 luôn, hoặc là đi 20-15, thì cũng tùy theo quý vị và quý bà con. Tuy nhiên có một số vườn thì cái khả năng đi đọt nó cao quá và cái số lượng trái trên cây nó không nhiều thì bà con cũng có thể chuyển sang cái công thức là kali hơi cao hơn đạm tí xíu cũng được, này tùy theo cái sức khỏe vườn cũng như là cái cách canh tác của chúng ta mà chúng ta quyết định. Còn như thông thường thì có thể đi công thức 3 số là cái công thức nó sẽ ổn định nhất ha. Và có thể chia một hai lần bón hoặc bón tập trung là tùy theo quý vị. Thì đây là cái giai đoạn mà trái nó sẽ lớn rất là mạnh. Nếu mà chúng ta tỉa trái trong giai đoạn khoảng 40 đến 45 ngày rồi chúng ta bón một lần, rồi sau đó khoảng từ 55 đến 60 ngày chúng ta xem xét chúng ta bón tiếp thêm một lần nữa cũng được. Nó thì tùy theo quý vị mùa nắng mùa mưa hay là cái thời tiết ở cái thời điểm giai đoạn thứ 6 này. Giai đoạn trái 50 ngày này thì bà con sẽ quyết định cái phương án nào phù hợp nhất với cái cách canh tác của mình. Và đây là giai đoạn quyết định hết mọi thứ nha quý vị. Trái có tốt hay không, hộp có đầy hay không, trái đẹp hay không, nặng ký hay không là quan trọng tới cái lần phân bón này.
Rồi bên cạnh đó thì riêng đối với giống ghi sáo thì bà con lưu ý giai đoạn 50 ngày này thì đây là cái giai đoạn mà chúng ta có thể can thiệp bằng cái hóa chất canxinichát để mà khắc phục hiện tượng cháy múi riêng cho giống giống ghi sáo thôi ha. Còn một số giống khác thì theo một số nhà khoa học thì cái áp lực về cái bệnh cháy múi này nó không cao. Tuy nhiên thì nếu như bà con muốn bổ sung thì nó cũng tốt, thì cũng không vấn đề gì. Riêng đối với giống ghi sáo là buộc bà con chúng ta phải bổ sung canxinichát nha, đặc biệt là trong cái giai đoạn khoảng 50 ngày này là cái giai đoạn quan trọng nhất. Và bên cạnh đó thì cái việc mà chúng ta bổ sung amino acid trực tiếp vào trái, những cái trái nào mà chưa đồng đều đó, chúng ta có thể tác động cái amino acid trực tiếp vào những trái đó cũng được. Thì nó cũng sẽ giúp tăng cái khả năng điều trái trở lại, tăng thôi chứ nó không quyết định được hết không cái gì. Tăng có thể là tăng cái khả năng đó, tại vì cái này nó liên quan đến việc thụ phấn rồi, việc hình thành hạt và hình thành những cái hạt trước đó rồi. Nhưng mà nó có khả năng nó sẽ sửa lại điều và nó đẹp tương đối hơn thôi. Có nghĩa là cái khả năng bảo trợ. Ngoài ra thì tùy theo kinh nghiệm của bà con chúng ta thì có những cái phương pháp nào đó để giúp mà sửa cái bộ trái mình nó đẹp đúng với cái đặc tính của giống, thì bà con có thể tận dụng thêm để kinh nghiệm của mình để chúng ta phát triển cho giai đoạn này. Chứ hầu như là trễ hơn giai đoạn này thì cái khả năng mà chúng ta sửa thì thành công rất là thấp quý vị. Đương nhiên thì cũng tùy theo kinh nghiệm của mỗi người. Nhưng mà với những người mà đang xem video này, có nghĩa là quý vị cũng chưa có đầy đủ thông tin cho cái giai đoạn phát triển trái, thì những cái cơ bản này buộc chúng ta phải làm tốt, rồi có thêm những kinh nghiệm gì khác thì chúng ta kết hợp với cái việc này ha. Rồi kính thưa quý vị, thì giai đoạn thứ 7 là giai đoạn tác động phân bón cuối cùng của chúng ta. Thì đây là giai đoạn mà chúng ta tập trung để phát triển trái xong rồi, thì bây giờ chúng ta làm sao cho trái nó nặng, lên màu đẹp, đúng cái chất lượng và màu của cái giống, thì chúng ta sẽ tập trung những công thức liên quan đến kali cao bột nha, cái này là bột rồi. Vẫn có đạm để mà cây phát triển về kích thước trái đạt đầy đủ, nhưng mà phải kali phải cao thì về phẩm chất của trái nó mới đúng giống nè, đúng màu nè, hiện tượng cháy múi nó sẽ giảm đi, không bị nhão cơm hay là tất cả mọi thứ là nó sẽ quyết định về cái việc này. Và bên cạnh đó thì để hạn chế việc sượng cơm thì bà con sẽ phun cái magnesium phát ở nồng độ 0,2% trong cái giai đoạn trái 70 ngày này, để chúng ta hạn chế cái việc ngày hiện tượng sượng cơm trên cái trái sầu riêng. Cái lượng bón cho cây khoảng từ 8 đến 10 năm thì tương tự ha, thì khoảng từ nửa ký cho đến 700 gram tùy theo cái trái, cho số lượng trái trên cây lúc này của chúng ta. Và bà con có thể chia cây 2 lần bón, có thể là mỗi lần bón khoảng nửa ký đến 700 gram vẫn được nha. Tại vì giai đoạn này thì nếu mà những giống nào mà trên 100 ngày thì có thể là có 2 lần bón là cũng tốt. Để mà có bao nhiêu dinh dưỡng là kali nó sẽ kéo vào trong trái hết. Tại bây giờ trái của mình lúc này đang là một kho. Kho chúng ta bổ sung kali vào là có bao nhiêu nó sẽ dồn dinh dưỡng vào trong trái của mình hết, thì sẽ đạt cái chất lượng và năng suất tốt nhất. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì đây sẽ là toàn bộ một cái sơ lược về cái sườn của những cái giai đoạn của cây sầu riêng, từ giai đoạn từ mắc côn cho đến thu hoạch. Và chúng ta để ý từng giai đoạn và có từng công việc riêng và những loại phân bón tác động vào thời điểm này là như thế nào để hợp lý, để giúp cho cái trái sầu riêng của mình phát triển từ giai đoạn từ mắc cua cho đến kết thúc. Thì đây là một cái quy trình cơ bản tổng hợp lại, và để dành riêng cho một số bà con nào chúng ta chưa có kinh nghiệm nhiều trong cái việc bón phân cho sầu riêng thì bà con mình quan sát kỹ. Đương nhiên thì đây là những cái cơ bản có thể áp dụng chung, nhưng mà tùy theo mùa vụ và mỗi vùng miền khác nhau thì bà con sẽ có những cái canh tác khác nhau. Nhưng đây cũng là một cái kiến thức nền cơ bản để bà con mình có thể tham khảo. Thì mong là với cái quy trình này thì cũng sẽ giúp cho bà con chúng ta có thêm những cái thông tin và chúng ta tự tin hơn trong cái quá trình mà phát triển cây sầu riêng của mình. Kính chúc quý bà con sẽ thành công. Và đến đây thì chúng tôi xin được phép kết thúc video này. Những thắc mắc thì bà con có thể để lên bình luận bên dưới video, hoặc là liên hệ về với đội kỹ thuật của chúng tôi thông qua 3 số điện thoại bên dưới, thì đội kỹ thuật sẽ hướng dẫn chi tiết hơn cho bà con chúng ta. Kênh kỹ thuật nông nghiệp Mekong Agri cảm ơn quý vị và quý bà con đã luôn đồng hành cùng kênh chúng tôi, và cũng như kênh sức khỏe cây trồng trong thời gian vừa qua. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và thành công hơn trong cái mảnh vườn của mình trong thời điểm sắp tới. Xin hẹn gặp lại quý vị và quý bà con chúng ta trong những video tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.